Chào mừng các cậu đã quay trở lại với What's Weird Anime. Và đây, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với series Soi One Piece học đường nào. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nữ sinh 17 tuổi Nami phải học và làm việc để thực hiện ước mơ được tiến ra thế giới của mình. Khá chắc là video này sẽ xuất hiện rất nhiều chi tiết, thậm chí còn nhiều hơn cả video của Zoro. Vậy nên dám cá là tớ sẽ bỏ sót nhiều thứ. Các cậu hãy cùng tớ soi và để lại bình luận nhé. Giờ thì hãy đeo kính vào và cùng soi thôi. Let's go! Video được mở đầu với khung cảnh Nami đang ngủ và bất chợt tỉnh dậy. Nào, dừng ở khung hình một chút. Ngay trước bàn học của cô là một chiếc trong chóng màu vàng. Đây cũng là chiếc trong chóng mà Kenzo hay đeo trên mũ của mình. Và cuối cùng thì chiếc trong chóng này xuất hiện trên mộ của mẹ nuôi Nami trong Arc Along Park. Bên cạnh là cuốn sách có ghi chữ Navigation, tạm dịch là hoa tiêu. Bên phải có tấm poster bản đồ, nhìn khá giống bản đồ của đảo Konomi, quê hương của Nami. Nhưng cũng có thể là đảo trên trời vì có đôi chút giống. Phía bên trái có tấm hình treo tường, hình biểu tượng tattoo của Nami. Còn lại thì khá mờ để tớ nhận dạng các chi tiết. Sang phân cảnh tiếp theo, Nami đang chạy vội vã đến trường. Góc bên phải là ba người, từ phải sang trái là Shoujo, Montblanc Cricket và Masira. Ba người họ đều là những người đã giúp đỡ Luffy để tiến đến đảo trên trời. Lướt qua khung hình tiếp theo là Crocus, người mà nhóm mũ rơm gặp sau khi vượt qua Red Line để tiến vào đại hải trình. Ông từng là bác sĩ trên thuyền vua hải tặc. Một lần nữa, bay lượn trên bầu trời là Pearl ở dạng hóa chim, phía dưới có túm theo một vật hình tròn, giống khung cảnh anh từng thả quả bom trong Arc Alabasta. Nếu các cậu nhìn kỹ các họa tiết trên tường, đó là những hòn đảo mà băng mũ rơm từng đi qua, nói thật là tớ nhìn tuét cả mắt cũng chỉ nhìn ra được vài cái. Từ bên phải sang trái là đảo Drum với cây hoa đào đặc trưng, tiếp theo nhìn có vẻ như là một hoang mạc vào ban đêm. Dựa theo thứ tự các đảo thì tớ xin mạnh dạn đoán đây là Alabasta về đêm, tớ cũng không chắc lắm. Tiếp đó là khung màu trắng, có vẻ như là đảo trên trời. Ngay cạnh đó là Water Seven, Sabaody, Tổng bộ Hải quân và dừng lại ở đảo Người Cá. Các hòn đảo được xếp theo thứ tự các arc của One Piece. Khi Nami chạy đến xe buýt, có một dòng nước đang bật lên ở góc phải, đó chính là North Cap Stream, con đường đưa các hải tặc lên đảo trên trời. Khi xe buýt đến, chúng ta có thể thấy tài xế lái xe là Zuru, hải quân cùng thời của Cap. Dòng chữ tiếng Nhật in trên xe buýt dịch ra là Cebus Kokoro. Có vẻ như ở phiên bản này, Kokoro không làm tàu chạy trên Water Seven nữa mà chuyển sang làm xe buýt. Khung cảnh Nami ở lớp học là phân cảnh xuất hiện rất nhiều nhân vật khác nhau. Từ trái qua phải, đầu tiên là Smoke, Tachigi. Có vẻ như cả hai đã bị hoán đổi thân xác bởi Law, nhưng vẫn đang ngồi cạnh hai người. Đằng sau Smoke và Tachigi là Queen, Miss Doublefinger, Bon Clay và Bostray, nhân vật trong băng Foxy. Cạnh đó là Carrot, Koala, sau hai người họ là Gaiman và Safonko, hai người từng xuất hiện trong bìa One Piece Chap 620. Trên tường là poster của chiêu thức Wolf in Park, chiêu thức này là của Usopp sau tháp Skip. Cạnh đó là một nhân vật tuy đã bị che mặt nhưng dựa vào tóc và phụ kiện sừng thì đó là Sadie, một trong những người cai quản Impel Down. Phía trước cô là Kobe và Alvida mang tạo hình sau tháp Skip. Ngoài hành lang là Ivankov đang cãi nhau với Magellan. Nếu để ý kỹ một chút thì trên chiếc ghế gần Nami còn có cả hình biểu tượng băng mũ rơm mà Luffy từng vẽ trên Laboon. Phân đoạn tiếp theo lại là một phân đoạn có rất nhiều nhân vật, chúng ta lại cùng nhau đi từ phải qua trái nào. Nhóm phía bên phải là băng mũ rơm, lần lượt Franky, Brook, Chopper, Usopp, Sanji và Robin. Ngay cạnh đó là hai thành viên của CP9 là Kaku và Fukuroo. Vivi và Crocodile đang đứng tranh cãi với nhau nhưng có Koza xuất hiện ở giữa. Đây được cho là mô phỏng lại trận nội chiến do Crocodile giật dây ở Alabasta. Ngay cạnh đó là Ace và Sabo đang đi với nhau. Sự thật thì trong One Piece, Ace đã mất mà không hề biết Sabo còn sống. Vậy nên là nhìn cảnh này mà thấy có chút cảm động. Ngay cạnh đó là Zoden đang tranh giành đồ gì đó với Thatch và Dâu Trắng thì đang bước ra để giải quyết. Ngay phân cảnh sau có thể thấy Zoden đang giành được món đồ từ tay Thatch. Theo tớ thì đây đang mô phỏng lại việc Zoden giết Thatch để cướp trái ác quỷ Yami Yami no Mi. Bên trái là Shinobu trong Arc Wano và chắc chắn là bản học đường này thì đẹp hơn hẳn. Bên trái ngoài cùng là Os Junior dựa vào mái tóc và chiếc nón anh ta đội do Ace làm. Đây là nhân vật xuất hiện trong Arc Marineford. Ngoài ra nếu các cậu để ý thì khi trời mưa có mỗi mình Nami mang ô, đó là bởi vì Nami là hoa tiêu, cô có thể dự đoán được thời tiết mà chuẩn bị ô cho mình. Tới phân cảnh Nami ngồi trên tàu điện ngầm, chúng ta sẽ lại bắt đầu từ phải qua trái nào. Bên phải là Fujitora, thành Ino. Trên đầu Ino là tấm poster của đảo Torino, nơi Chopper bị gửi đến trong thời gian time skip. Trên chiếc poster đó là một poster khác của đảo Sabaody. Phía dưới là Leo và công chúa Marjorie, hai người tí hon trong Arc Dressrosa. Sang bên phải là Shiryu, Perona, Mihawk. Việc hai người họ thân thiết với nhau cũng để chỉ đến việc Perona từng ở với Mihawk một thời gian. Bên cạnh là cặp đôi Baby Five và Sai, vô cùng dễ thương trong Arc Dressrosa.
Mắt tớ thực sự rất mỏi rồi, và sẽ còn mỏi hơn nữa trong khung cảnh tiếp theo khi có gần chục nhân vật xuất hiện trong khung hình. Lưu ý là tớ sẽ không thể chèn quá nhiều ảnh nhân vật trong video được vì rất loạn mắt, nên các cậu có thể tự tra tên nhân vật để tìm hiểu thêm. Xuất hiện lớn nhất trong khung hình là Rayleigh và Sharky. Ở giữa là Nami đang bị Along mắng vì đến muộn. Along không đi cướp bong nữa mà đi mở nhà hàng rồi. Nếu nhìn kỹ thì logo cửa hàng này cũng là biểu tượng của băng hải tặc mặt trời. Giờ thì soi chi tiết hơn ở các bàn nào. Ở phía dưới, bàn bên phải là Johnny và Yosaku, hai kiếm sĩ đàn em của Zoro. Bàn cạnh đó, Walpole, nhân vật phản diện trong arc Drum Island, hắn đang được phục vụ bởi Kenzo, cảnh sát trưởng ở đảo Kokoyashi, quê của Nami. Tiếp đó là bàn của ba vị hải quân Aokiji, Akainu và Kizaru. Đằng sau là Big Mom đang ăn đồ ngọt và được phục vụ bởi Nako, bác sĩ của đảo Kokoyashi. Bàn ngoài cùng là cặp vợ chồng Chiffon và Beji. Hướng máy quay lên trên là bàn ăn của ba anh em siêu nhân nhà Vinsmoke, Reiju, Ichiji và Niji. Bàn ở giữa là Lucky Ru và Ben Beckham, thành viên băng hải tặc tóc đỏ. Cạnh đó là bác sĩ Hiriluk, bố nuôi của Chopper, và Moji, thành viên băng Bucky. Rất may là phân đoạn tiếp theo chỉ có 3 nhân vật là Kurobi, Nami và Chiu. Đây đều là thành viên của băng Along. Chốt lại thì ở phiên bản này, thay vì cai trị làng Kokoyashi như bản gốc, người dân của làng Kokoyashi đã phải làm việc cật lực tại nhà hàng của Along. Cuối cùng thì chúng ta cũng dần đi được đến hồi kết. Ở phân cảnh phòng của Nami cũng có rất nhiều chi tiết, từ đó là tớ sẽ bỏ sót vài thứ, vậy nên lại phải nhờ các cậu rồi. Đầu tiên ở trên giường chúng ta có thể thấy áo của Nami sau time skip, tất nhiên là có cả quần bò nữa. Dưới sàn nhà có cuốn sách có chữ One, tớ mạnh dạn đoán là One Piece. Trên giá sách ở góc trên cùng có một con búp bê mang tạo hình của Nami tóc dài sau time skip. Trên bàn học của cô có hộp đựng bút có ghi số 73, phiên âm tiếng Nhật là Nami. Ngoài cửa sổ là một cây quýt, loài quả Nami thích nhất. Chiếc chăm chóng xuất hiện ở đầu video, cuốn sách có in biểu tượng Belly, đồng tiền trong One Piece. Và tất nhiên, vì Nami rất thích tiền, túi quýt đang ăn dở trên bàn cũng là một biểu tượng của Nami. Sang góc bên phải một chút, các cậu có thể thấy gậy thời tiết của Nami, nhưng ở phiên bản cũ sử dụng bằng dial. Trên giá sách là quả địa cầu, thuyền và dây thừng cũng là biểu tượng cho việc ra khơi và khao khát khám phá thế giới của Nami. Góc quay chuyển dần, chúng ta thấy hình nền điện thoại của Nami là mẹ Belle Mere và chị gái của cô là Nojiko. Sau đó là phần đoạn flashback, Nami đã phải chịu quá nhiều khó khăn và phải bật khóc và thốt lên rằng làm ơn hãy cứu tôi. Luffy đội cho cô chiếc mũ rơm và nói, tất nhiên rồi, cảnh này là phiên bản nhẹ nhàng hơn của One Piece bản gốc, tớ thề là giọng Luffy siêu ấm luôn. Chứ bản gốc, ông tướng gào lên cho cả thế giới biết chứ còn lâu mới nhỏ nhẹ như này. Dù sao thì khi xem đến cảnh này, làm tớ nhớ đến những tập đầu của One Piece và cảm thấy có chút hoài niệm vì bộ phim đã đi được một chặng đường rất dài rồi. Sanji và Zoro đang cãi nhau trong khi Luffy và Usopp đang vui vẻ cùng nhau. Góc trái là tấm poster có ghi chữ tiếng Anh là OK, let's stand up. Đây là tên chap số 82, là tập mà băng mũ rơm chính thức đối đầu với Along để cứu Nami. Và đó là kết thúc của 30 giây quảng cáo với nhân vật chính là Nami. Và đó là video soi One Piece học đường phiên bản Nami. Thực ra tớ đã định gộp cả bản của Vivi vào, nhưng mắt tớ quá mỏi để soi hai video cùng lúc. Và cũng rất khổ editor khi phải edit video này. Vậy nên nếu các cậu có ủng hộ, chúng tớ sẽ cố gắng làm những phần tiếp theo. Hãy để lại bình luận phía dưới về các chi tiết tớ đã lỡ bỏ sót trong video nhé. Đừng quên like, share nếu các cậu thấy thích video này. Tham gia cộng đồng Weibo Anime cũng như fanpage để cùng chúng tớ giao lưu nha. Còn giờ thì hẹn gặp lại các cậu trong video lần sau. Weibo out.